Chị Nhưng ơi. Rồi chết ta. Em nó không nữa đâu. Cá khổng lồ xanh. Trời. Ta đã có vũ khí này rồi. Ta sẽ đi hàng ma phục yêu. Quái vật gặp ta là phải chạy hết. Gã khổng lồ xanh, tôi sẽ cho bạn đứng ở đây. Khổng lồ xanh. Ủa đâu rồi? Ủa là ông bất động. 2 viên. Ha ha. 3 viên. Ô bạn ơi, có sao không? Ô đằng kia có con gà kìa. Sao con gà lại bị móc họng ở đây? Để ta giải cứu mày nha. À, một con gà thật là dễ thương. Ta sẽ chiếm đoạt con gà kìa. Ngươi là ai vậy? Hãy đưa con gà đó cho ta. Không, ta không đưa cho ngươi đâu. Giờ mới đưa không? Không. Rơi cho ta. Em không đưa đâu. À. Con yêu quái kia dễ gì mày lấy được bé gà của ta. Mình sẽ giấu con gà vào chỗ này. Dạ em, mày nằm yên đi nha, để tao đi tìm siêu nhân cứu mày. Trốn như vậy mà cũng trốn hả? Ha 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 ha, mày đã thuộc về ta rồi. Con gà này đẹp thiệt, nhưng ai cho phép người đẹp hơn tao, hả? Bởi con ma số và con gà. Ê! Ê! Ngươi hành hạ con gà hả? Con gà này là của ta, ngươi tính làm gì hả? Đưa con gà đây. Lại đây lấy nè. Khủng long, hãy đi chặn tên kia lại. Khủng long nhỏ xíu này làm sao làm khó được ta? Trời. Đó chỉ là khủng long con thôi, xem khủng long chúa đây. Khủng long chúa. Hai tay hai súng là vô địch thiên hạ. Ê, Dinh, có khủng long kìa. Chạy đi khủng long. Khủng long quá sợ. Mà chú Tần, khủng long nó có chú mắt gì chứ phải chạy, chú có thể bắn nó được mà. Bắn bằng tay không hả? Súng chú đâu? Súng chú không có ở đây. Ôi, vậy mình đi. Còn có súng không? Con có cái súng này nè. Súng ở đâu có vậy? Dạ, wow. Mấy hôm bữa con gặp được siêu nhân cha con á chú Tần. Ồ hay là gì, con đi bắn khủng long đi. Đi, dạ. Đi bắn đi. Dạ, được rồi, để con đi bắn cho. Hóa ra chỉ là một con khủng long nhỏ bé thôi hả? Nhìn nè. Khủng long này quá đơn giản. Này, Tương Trinh. Ơ, siêu nhân.
Con đi đâu vậy? Dạ con đi tìm người để mà đánh cái con ma sói ác độc kia. Vậy là con gặp đúng người đó. Đi theo ta. Dạ. Mà con ma sói ở đâu? Con ma sói á con, hình như là nó ở phía bên bãi cát bên kia chứ. Vô. Đứng lên. Dạ. Có một thử thách dành cho con nè. Con thấy con gì không? À, một con nhện. Con có thể giải quyết được nó không? Dạ, để con giải quyết cho. Xử nó đi. Chủ nhân sẽ đây mà hộ tống. Wow, hay quá vậy. Thì con nhận nó đối với coi là quá đơn giản. Ừ, hay lắm, con ma sói còn diễn nó luôn nha. Dạ, ok. Mày thôi gà. Mày thôi gà. Mày thôi gà. Chủ nhân ơi, hình như con ma sói đằng kia nó đang hiếp con gà kìa. Nó đang đá con gà. Dạ. Chạy nhanh đi đi. Dạ. Bây giờ con ra con đánh đi chú, mày sau này khi mà chú thấy nó sơ hở là chú bắn. Dạ. Okay. À sói nha. Người hãy coi đây. Con ma sói kìa. Ngươi là ai? Hãy trả con gà lại cho ta. Tại sao tao phải trả cho ngươi? Hả, ngươi không trả sao? Ngươi hãy nhìn nè. Quá đơn giản thôi. Con ma sói kia, ngươi hãy nhìn đây. Sao ngươi không bị chết gì hết vậy? Chết đi. Xin nhân ơi, con yêu quái kia nó mạnh quá, con đánh không có lại. Xin nhân là giúp con với. Ta biết rồi, nhưng mà tại vì ta ở đây ta thử sức của con tới đâu thôi. Giờ đi theo xin nhân đi. Dạ. Đặt đi tu dinh, quay nó. Dạ con gà lên đây. Người dám từ nữa sắp tới không được hung dữ ăn hiếp lấy đồ cho em nữa nghe chưa? Tao biết rồi. Hả, lần này tao tha cho ngươi, nếu như người còn sao nữa tao sẽ không tha cho ngươi đâu. Chưa biết rồi. Biết chưa? Biết chưa? Biết chưa? Rồi đi, nhớ kỹ đó. Ngươi mà còn dám.